ảnh để chụp, để quay. Có người quay không chụp đi. Hôm nay mừng gặp mặt tất cả anh em ở trên vườn sâm. Nên là xin cảm ơn đội đội nhà, tức là đội vườn sâm Ngọc Linh đã tiếp anh em, và cũng sẽ cảm ơn anh em mọi người. Mình phải tự cảm ơn mình đã leo được lên mạnh lên, mạnh lên, cục mạnh lên cái. Cục mạnh lên. Có hô không? 4-5 người cụm với nhau, bên kia 2-3 người cụm với bên nhau. Kia, bên kia từ cụm đây, bên kia từ cụm cái. Ông kia, ông kia cụm với cả Ngao với ấy đi, với cả Chiến đi, ba ông cụm với nhau đi. Thế nào, thấy rượu sâm thế nào? Giống rượu trắng rồi. Giống rượu trắng rồi. Nó hơi mặn một ít thôi. Hơi mặn thế này. Đây là toàn làm phim. Anh Hòa là đạo diễn. Đó, anh Nga là quay phim. Đây là anh Tuấn Anh. Công chân. Công chân là... Đây là cô bé 14 tuổi. Đó, người đầu tiên lên núi Ngọc Linh. Trẻ nhất. Bé này 18 nhưng mà hơi ngượng mồm. Đây là anh Trung, đây là anh Tuyền, người sưu tầm Ngọc Linh. Đây là anh Nghĩa, người coi sóc sâm. Giờ bị 18 thế nào, mọi người bảo là em 18. Rất đẹp thằng mấy mọi người. Mình tự quay mình thấy sướng là sướng âm mỉ. Lấy một chai nước suối đi.